Sáng nay ngày 29 tháng 7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra phương án phân luồng giao thông tại đường song hành xa lộ Hà Nội và nút giao thông Cát Lái nhằm phục vụ công tác thi công dự án xây dựng tuyến đường sắt số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Theo đó, kể từ lúc 10 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2014, quá trình thi công cầu cạn trên cao sẽ phải rào chắn một phần mặt đường song hành xa lộ Hà Nội và đường S3 nút giao thông Cát Lái. Vì vậy, các phương tiện lưu thông vào đoạn đường này sẽ bị hạn chế và di chuyển theo lộ trình mới. Cụ thể, tổ chức lưu thông một chiều các loại xe trên đường song hành xa lộ Hà Nội đoạn từ đường Lê Thước đến đường Giang Văn Minh hướng lưu thông về quận Thủ Đức. Cấm các loại xe lưu thông trên đường S3 nút giao thông Cát Lái từ nút giao thông đường số 1 đến đường Giang Văn Minh. Cấm dừng xe, đỗ xe trên đường số 1, đường số 5, đường An Phú, đường số 3, đường số 13, đường Giang Văn Minh. Riêng các loại xe hai bánh vào khu dân cư sẽ được phép lưu thông bình thường. Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng yêu cầu lắp đặt đầy đủ băng rôn hướng dẫn, vạch sơn đường, hệ thống đèn và biển báo, đảm bảo lực lượng hướng dẫn và điều tiết giao thông túc trực. Dự kiến việc thi công cầu cạn tại nút giao thông Cát Lái sẽ kéo dài đến hết năm 2015.